Gỏi cuốn chay là món ăn rất là dễ ăn, nếu ai đã từng ăn rồi thì sẽ nhớ mãi nha. Đặc biệt món ăn này, khi ăn chúng ta phải kèm theo một cái món tương hột ngon thì sẽ làm cho món ăn của chúng ta ngon hơn. Chén tương hột thì đỏ nè, và kèm với một ít dưa chua, cộng thêm một ít đậu phộng, một ớt. Ôi, thật là hấp dẫn đúng không cả nhà? Để biết món tương hột làm này như thế nào, em mời cả nhà cùng vào bếp với em nha. Em mến chào các cô chú và anh chị. Thì hôm nay em sẽ vào bếp và chia sẻ với cả nhà cách làm món tương hột ăn kèm với gỏi cuốn nha. Nguyên liệu ở đây là em có 3 miếng tàu hũ nè cả nhà. Một củ củ sắn ha, em đã gọt sẵn rồi. Và ở đây là một củ cải đỏ. Tương thì em đã xay nhuyễn ha. Và ở đây là tỏi, ớt, một chén giấm. Và ở đây là một ít bún khô nha cả nhà. Bún khô người ta còn gọi là bún gạo đó. Ở đây thì em có sử dụng củ cải đỏ và củ cải trắng sắc nhuyễn hơn so với cái phần này nha. Và một số gia vị nhà bếp. Bây giờ em mời cả nhà cùng vào bếp với em nha. Phần củ cải trắng và củ cải đỏ này là để mình làm gỏi ăn kèm với lại nước chấm đó cả nhà, ăn kèm với gỏi cuốn á. Bây giờ ở đây một chén giấm ha, em sẽ cho vào đây nè, là một muỗng đường. Chúng ta sẽ khuấy đều ha, cho đến khi nào đường tan nè. Rồi khi đường tan thì cả nhà sẽ cho hết vào cái phần củ cải đỏ và củ cải trắng nha. Để chúng ta ngâm cho nó thấm đó cả nhà. Củ này thì cả nhà sẽ xắt ra làm đôi giúp em ha. Để như lát này chúng ta chiên thì nó sẽ giòn cả hai mặt nè. Như vậy thì khi cuốn nó mới ngon ha. Rồi, vậy là khâu chuẩn bị đã hoàn thành rồi. Cả nhà nhớ là thêm rau và bánh tráng ăn kèm nữa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ là làm tàu tương nha. Chúng ta sẽ xào tương nè. Cả nhà cho vào đây một ít dầu ha. Tỏi vàng thì cả nhà cho hết cái phần tương vào nha. Tiếp đến thì cả nhà cho vào đây là một muỗng ăn canh ha, một muỗng đầy ha. Và nửa muỗng. Cho vào đây một ít bột ngọt nè. Và một muỗng tương ớt nha. Mình cho lửa vừa thôi. Ăn bánh tráng cuốn á cả nhà thì mình ăn với tương thì sẽ ngon hơn rất là nhiều hơn so với nước mắm nè. Nói chung thì cũng tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Có bạn thì không biết ăn tương thì mình sử dụng nước mắm chua ngọt ha. Khi kho tương á thì cả nhà nhớ là phi tỏi nhiều một chút xíu nè. Thì như vậy thì cái món tương hột của chúng ta mới thơm và ngon nữa nè. Đặc biệt là không thể thiếu tương ớt nha, để cho cái màu của tương hột của chúng ta sẽ đẹp hơn. Cả nhà như thế này là đã chín rồi nè. Nếu mà cả nhà muốn sánh mạnh á thì muốn nó cái phần tương hột nó sánh hơn á thì cả nhà có thể cho vào một ít bột năng ha. Nhưng mà ở đây là nhà ăn nên em sẽ không cho bột năng nè. Em để nguyên chất như thế này luôn. Như vậy là chín rồi đó cả nhà. Mình có thể tắt bếp ha.
chảo nóng thì cả nhà cho dầu vào nha. Ở đây thì em sẽ nấu nước cho sôi ha, để mà trụng bún nè. Sôi thì cả nhà sẽ cho cái phần tàu hũ vào chiên nha. Bên đây thì nồi nước cũng đã sôi rồi nè. Bây giờ cả nhà sẽ cho phần bún vào nha. Ăn bánh tráng cuốn thì thường là em ăn bún gạo không cả nhà. Em thấy các bạn chia sẻ thì ăn bún tươi ha. Nhưng mà riêng em thì em thích ăn bún gạo nè. Mình thích ăn cái gì thì mình làm cái đó ha. Bún gạo nó sẽ ngon hơn cả nhà. Ở đây thì em cũng có chuẩn bị một nồi nước lọc á cả nhà, nước lạnh á, để chúng ta cho bún vào ha, cho phần bún cũng không bị dính lại nè. Rồi như thế này là được rồi, mình tắt lửa và vớt ra ha. Phần tàu hũ của chúng ta cũng đã vàng rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ trở qua ha. Phần bún của chúng ta không bị dính vào nhau thì cả nhà cho vào đây nửa muỗng dầu ăn ha. Sau đó dính vào nhau thì cả nhà cho vào đây nửa muỗng dầu ăn ha. Sau đó chúng ta đánh tơi ra nè. Để phần bún của chúng ta không có bị đóng cục lại đó. Còn nếu chúng ta để như thế này thì nó đóng cục, lúc ăn nó sẽ gấp rất là khó nè. Nhìn nó không có đẹp nữa, không có ngon nữa. Rồi, vậy là xong rồi đó cả nhà. Miếng tàu hũ của chúng ta đã vàng rồi nè cả nhà. Xém chút nữa là đổ rồi. Nè, nó vàng cả hai mặt như thế này thì cả nhà vớt ra ha. Rồi thành phẩm của em đây. Bây giờ chúng ta sẽ để nguội một chút xíu ha. Rồi mình sẽ xào cái phần củ cải nè. Phần dầu còn dư thì chúng ta cho ra bớt nha. Rồi là một ít để xào thôi. Rồi chảo của chúng ta cũng đang còn nóng nè. Thì bây giờ cả nhà cho hết cái phần tỏi vào ha. Rồi tỏi đã vàng thì cả nhà cho cái phần cà rốt vào giờ trước nha. Cà rốt nó sẽ lâu chín hơn. Đây một ít cà nó ha, cà nó chai nha. Và 1/3 muỗng đường nè. Rồi tiếp đến thì ta cho luôn cái phần củ sắn vào ha. Rồi
Rồi như thế này là đã chín rồi đó cả nhà. Đối với phần tàu hũ thì cả nhà sẽ sắc ra như thế này ha. Sắc ra một cái mỏng mỏng như thế này để lát mình dễ cuốn nè. Mấy cái bên dưới còn nóng quá. Rồi bây giờ cả nhà sẽ cho cái phần tàu hũ này vào cái đầu xào ha. Sáng của em đơn giản như thế này nè cả nhà. Bún nè, đầu xào, rồi mình cuốn với bánh tráng thôi. Rau á thì có rất nhiều loại rau nè, xà lách nè, quế nè, rồi rau dăm nữa, húng lủi nữa. Cả nhà thích mua cái gì thì bỏ vào thêm nha. Ở đây em thiếu rau dấp đó, nếu có rau dấp nữa thì thơm. Rau dấp và hẹ. Và món ăn chủ đạo hôm nay mà em muốn giới thiệu đó chính là tương hột nha cả nhà. Tương hột ăn kèm với gỏi cuốn. Cả nhà thấy phần tương ha. Khi cho một ít tương ớt vào thì nhìn tương nó sẽ rất là ngon, nó sẽ đỏ hơn nè. Nhìn rất là bắt mắt. Rồi bây giờ em mời cả nhà cùng ăn với em nha. Salad vào. Thank you.
đây là thành phẩm của em nè cả nhà. Rồi, đây là thành phẩm của em nè cả nhà. Bây giờ em mời cả nhà cùng ăn với em nha. Em mời cả nhà cùng ăn với em nha. Tương thì nó rất là vừa ăn đó cả nhà. Thêm chua chua nữa ha, và cay cay nữa, rất là ngon. Cái phần củ cải cà rốt thì nó ngọt nữa nè, khi cuốn vào ăn kèm với rau thì rất là ngon và hấp dẫn nè. Gỏi thì có vị chua chua, ăn sẽ không bị ngán nha. Bữa ăn sáng 4 cuốn là được rồi cả nhà. Vậy là hơi nhiều rồi đó. Cuốn thứ hai nha. Em cuốn không được khéo lắm nha cả nhà. Cả nhà đừng có cười em nha. Hôm nay là thứ bảy đó cả nhà, hôm nay em cũng đi làm nữa nè. Hôm nay đi làm trong trường. Do vậy phải tranh thủ đi nè. Để em lấy cái muỗng ra. Có cái muỗng để múc dưa chua. Cái này là phải ăn cay cay thì mới ngon. Chấm miếng rau. Quá ngon. Sáng là em đã uống một ly chanh nóng rồi đó cả nhà. Uống chanh nóng xong thì khoảng 15 phút á thì em ăn sáng nè. Như vậy nó sẽ rất là tốt cho bao tử của mình nè ha. Nhiều người rất là ngại uống chanh bởi vì họ nghĩ là uống chanh sẽ hại bao tử, nhưng mà em là minh chứng sống này nha. Em đã uống mấy năm rồi á mà bao tử em rất là ổn, không có gì hết. Lúc trước là em hay bị bao tử lắm cả nhà, nhưng mà hôm nay thì rất là ổn rồi. Nhưng mà cả nhà nhớ là phải ngủ sớm nha. Cái bao tử nó kỵ nhất là hả bị mất ngủ á. Nếu mà em mà ngày nào mất ngủ là em sẽ bị bao tử lại đó, là nó sẽ nhận. Chúng ta phải ngủ sớm một chút xíu, trước 10 giờ ha, đừng ngủ trễ quá. Em thì khó ngủ lắm cả nhà. Chưa già mà đã khó ngủ rồi. Sau này mệt quá. Ngủ là phải yên tĩnh và chỗ nằm nó phải thẳng thớm thì mới ngủ được. Vậy là cực rồi đó.
Bởi vì nhiều khi em không có đi du lịch được, đi chơi lên xe ngủ không có được, ngồi ngồi rất là khó ngủ. Lúc này em cũng hạn chế đi đi du lịch cả nhà. Bởi vì đi du lịch hả, em bị ói dữ lắm, ngồi trên xe là em bị say xe hà. Đồng phục trường em đó cả nhà, ngay vô trường là thấy toàn là áo này không nè. Ngày thứ bảy mà đi làm là ngán lắm cả nhà. Nhưng mà tính chất của cô, tính chất công việc của cô giáo mầm non cực lắm, nhiều khi hả đi cả ngày luôn á, nói chung rất là cực nè ha. Trẻ em bây giờ thì tinh nghịch nhiều lắm, và đa phần là các em bị gọi là gì ta, tự nhiên quên mất tiêu, nói đang nói cái quên ngang luôn ta, bị tăng động, đúng rồi. Bị tăng động á, nhiều trẻ bị tăng động lắm. Trời ơi, nhìn giữ phải hết sức là cẩn thận, nếu không nó sẽ đánh bạn nè ha, hoặc là nó làm tổn thương tới nó nữa, rồi mốt cô giáo phải gánh chịu, nó rất là nguy hiểm. Sợ quá. Mà giờ không biết làm sao mà trẻ em bị tăng động quá hả cả người, cả mọi người, quá nhiều trẻ bị tăng động, còn nhỏ xíu mà thấy tội nghiệp ghê. Hay là do điện thoại ta, không biết phải do điện thoại hay không nữa. Ở đây có bác sĩ nào đang coi của em không thì cho em một lời bình luận nha. Cho em xin một lời bình luận coi, chia sẻ giúp em coi. Tình trạng này quá nhiều, em thấy gọi như là báo động luôn rồi đó. Rồi trước là rất là ít, nhiều khi hả 7-8 lớp nhưng mà chỉ có một lớp là bị thôi, có một bé bị thôi, bây giờ là đều lớp nào cũng có một bé, hai bé hết. Giữa các bé đó mình lo lắm cả nhà. Ba mẹ dễ thì đỡ, còn ba mẹ khó không hiểu thì lại trách cô giáo nữa nè. Nãy giờ em lạc đề tài quá trời luôn rồi. Cái món này ăn ngon nha cả nhà, rất là ngon á. Hôm nào rảnh mình vào bếp làm nha. Đảm bảo cái món này mình ăn đi ăn lại không bao giờ ngán. Hết rồi. Thôi thì em dừng video lại đây nha cả nhà. Em xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp cả nhà vào clip sau nhé.